Đề ôn tập giữa kỳ vật lý 11 kỳ 2. Câu số 1. Chọn đáp án sai, từ trường tồn tại gần một nam châm. Một thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát, dây dẫn có dòng điện và chùm tia lửa điện. Câu số 2. Một khung dây kính đang ở trong một từ trường đều, khi đưa nó ra phạm vi của vùng có từ trường thì xuất hiện lực lạ có xu hướng kéo khung dây, không có từ thông qua khung dây nên không có dòng điện cảm ứng. Xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trường tổng cộng tại vị trí khung dây có xu hướng giảm đi. Xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trường qua khung dây giảm. Câu số 3. Cảm ứng từ của một dòng điện trong dây dẫn dài tại M có độ lớn tăng khi M dịch chuyển vuông góc với dây và ra xa dây. M dịch chuyển có phương vuông góc với dây và gần lại dây. M dịch chuyển theo đường thẳng song song với dây. M dịch chuyển theo một đường xích. Câu số 4. Một proton chuyển động với vận tốc 2 × 10^6 nha các em. Cái này là 10^6. Trong không gian có từ trường là 0,02. Hợp với vector cảm ứng từ một góc 30 độ, biết điện tích proton là 1,6 × 10^-19, lực Coulomb tác dụng lên hạt proton là. Câu 15. Một đoạn dây dẫn dài 5 cm đặt trong một từ trường đều và vuông góc với vector cảm ứng từ. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ là 0,75, lực từ tác dụng lên là 10^-3. Xác định cảm ứng từ của từ trường 0,08, 0,04 tesla, 0,05 tesla và 0,1 tesla. Câu số 6. Hai dòng điện I1/6, I2/9, cường độ dòng điện chạy dây dẫn thẳng song song, dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không, cách nhau 10 cm, quỹ tích những điểm mà vector cảm ứng từ bằng 0. Đường thẳng song song với hai dòng điện cách I1 là 20, cách I2 là 20 là 30. Hai đường thẳng vuông góc với nhau cách nhau là 20 cm và 30 cm, hai đường thẳng song song cách nhau và hai đường thẳng vuông góc. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ? Câu số 8. Một dây dẫn MN có chiều dài là 0,5m chuyển động trong một từ trường có cảm ứng B bằng 0,04 tesla với vận tốc 0,5m/giây. Theo phương hợp với đường xích một góc 30 độ, tính xuất điện động xuất hiện trong cuộn dây. Vector vận tốc hợp với đường xích một góc 30 độ. Câu số 9.
hai dòng điện có cường độ là bằng 6 và bằng 9 ampe chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không cách nhau một khoảng 10 cm. Cảm ứng từ tại điểm M cách I1 là 6 và cách I2 là 4. Ở đây chúng ta có 10 mũ trừ 5. Đơn vị là Tesla. Câu số 10. Đồ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong ống dây có dòng điện đi qua và sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài của ống dây đều tăng lên 2 lần và cường độ dòng điện trong ống dây giảm đi 4 lần. Đồ lớn của cảm ứng từ trong ống dây, trong lòng ống dây. Câu số 11. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn MN có dòng điện chạy qua đặt cùng chiều với đường sức. A. Luôn cùng hướng với đường sức. B. Luôn ngược hướng với đường sức. C. Luôn vuông góc với đường sức. Và D. Là luôn bằng không. Câu 12. Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài L. Khối lượng của một chiều dài, khối lượng riêng là D bằng 0,04 kg trên mét. Dây treo bằng hai dây nhẹ theo phương thẳng đứng với và đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng MN và dây treo với B là bằng 0,04 Tesla cho dòng điện I chạy qua, để lực căng dây bằng 0 thì chiều và độ lớn của Y như thế nào? Lực căng của sợi dây ở đây nè bằng 0, thì lực căng của sợi dây sẽ cân bằng với trọng lực. Câu số 13. Một cuộn cảm có độ từ cảm là 0,1, trong đó có dòng điện biến thiên là 200 A trên dây và xúc điện động có giá trị. Hai dây dẫn thẳng song song cách nhau 10 cm trong chân không, dòng điện trong dây dẫn cùng chiều có cường độ I1 bằng 2 và I2 bằng 5, lực từ tác dụng lên 20 cm chiều dài của mỗi dây là lực hút. 10 mũ trừ 6 em ha, lực đẩy hay lực hút. Câu 15. Phương của lực Lorentz trùng với phương và vectơ của cảm ứng từ, vuông góc với cả đường sức từ và vectơ vận tốc của hạt, vuông góc với đường sức từ trong cùng nhưng trùng với đường với phương của vận tốc hạt, trùng với vectơ phương vận tốc của hạt. Câu 16. Một khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng, cạnh là 5 cm và 4 cm. Trong khung có một từ trường đều là 3 x 10 mũ -3 Tesla. Đường sức vuông góc với mặt phẳng khung dây, quay khung 60 độ quanh cạnh AB, độ biến thiên của từ thông. Một khung dây dẫn là 1.000 vòng được đặt trong một từ trường đều cho cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây, diện tích mỗi vòng dây là 2 decimet vuông. Cảm ứng từ giảm đều đặn từ 0,5 đến 0,2 trong thời gian là 0,1, độ lớn của xúc điện động trên toàn khung dây. Một thanh dẫn dài 25 cm chuyển động trong một từ trường đều, cảm ứng từ là 8 × 10⁻³ Tesla, vectơ vận tốc vuông góc với thanh và cũng vuông góc với vectơ cảm ứng từ cho V bằng 3 m trên giây, xúc điện động cảm ứng trong thanh là
6 nhân 10 mũ trừ 3, 3 nhân 10 mũ trừ 3, 4 nhân 10 mũ trừ 3 và một đáp án khác. Câu số 19, một dòng điện có ống dây phụ thuộc thời gian theo công thức Y bằng 0,4 nhân với lại T 5 trừ T, Y tính bằng ampe, T tính bằng dây. Ống dây có hệ số từ cảm là 0,05. Suất điện động cảm ứng trong ống dây. Và câu 20. Hệ số từ cảm là 2 nhân 2 mH, có dòng điện là 10 ampe đi qua, năng lượng tích lũy trong cuộn cảm là. Rồi chúng ta sẽ qua một cái phần, đó là phần tự luận. Phần tự luận các bạn có hai cái bài tập. Khi các bạn làm hai cái bài tập này thì ở phía dưới cái đường link mô tả nó có một cái đường link để các bạn điền đáp án vào. Bài tập tự luận là hai dây dẫn thẳng rất dài đặt cách nhau 12 cm trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều cường độ là 9 và 6 ampe chạy qua. Một điểm M cách dòng là 19 và cách dòng 12 là một đoạn 15. Biểu diễn và tính độ lớn cảm ứng từ tại M do Y1 gây ra. Biểu diễn và tính độ lớn cảm ứng từ tại điểm M do Y2 gây ra. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại M. Câu số 2, bài số 2. Một khung dây hình chữ nhật có kích thước là 10 x 20 gồm 150 vòng, đặt trong một từ trường có cảm ứng là 0,6 tesla. Mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 30 độ, tính từ thông qua khung dây. Nếu cảm ứng từ tăng từ 0,6 đến 1,5 tesla trong thời gian 0,5 giây, tính độ lớn của suất điện động cảm ứng trong khung dây trong thời gian nói trên. Xin mời các em, chúng ta làm xong bài tập tự luận và trắc nghiệm. Ở dưới cái đường link mô tả của video, cô có một cái đường link để các bạn đánh đáp án trắc nghiệm. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Những câu gì vấn đề chúng ta thắc mắc, chúng ta hãy comment phía dưới để cô sẽ giải đáp cho các bạn.